Nhưng mà những cái vùng da mỏng này của mình khi mà đánh lên ý, đây, nó bị thâm thâm lại như thế này luôn này. Sợ cực kỳ luôn, và khi đánh lên cảm giác cái môi của mình nó hơi châm chích và hơi rát nha. Đã lâu lắm rồi mình mới trở lại với chiếc phông đen cực kỳ huyền thoại. Nhân dịp rất là đặc biệt này thì mình sẽ review về một nhãn hàng nội địa Trung mà chắc chắn mọi người quan tâm rất là nhiều. Đây là một trong số những nhãn hàng nội địa Trung mà có mức giá rẻ nhất mình từng trải nghiệm. Thậm chí một cây eyeliner của nhãn hàng này chỉ có giá là 6.000 đồng, bảng mắt chỉ còn tầm mười mấy nghìn đồng, rồi mascara 9.000, mọi người ơi, không thể nào tin được. Đó chính là nhãn hàng La Mây La. Nhãn hàng này thì quá là nổi tiếng tại thị trường Việt Nam với những cái sản phẩm như là eyeliner này, bông tẩy trang này, những cái bảng phấn mắt có giá thành cực kỳ rẻ. Và cũng nói thật với mọi người là những cái sản phẩm của nhà La Mây La thì mình đã trải nghiệm từ rất là lâu rồi. Kể từ những ngày đầu tiên mình làm YouTube thì mình đã trải nghiệm cái sản phẩm bút kẻ mắt của nhà La Mây La. Nhưng mà đến thời điểm hiện nay, những cái sản phẩm này đã có thay đổi như thế nào và thực sự có chất lượng ra sao khi với cái mức giá nó quá là rẻ đến như vậy. Thậm chí một cái combo bộ trang điểm bao gồm 13 sản phẩm của nhãn hàng này mà mình đang có trên tay chỉ có mức giá là 199.000 đồng khi mà chưa sale. Mọi người có thể tính ra là chỉ đâu đó khoảng tầm vài nghìn hoặc là mười mấy nghìn cho một sản phẩm như thế này. Và mình đã mua về và sử dụng từ rất là lâu rồi. Okay, bây giờ mình sẽ review chi tiết những cái sản phẩm của nhà La Mây La với mức giá rẻ đến mức bất ngờ, nói chung là sốc tận óc luôn nha. Đây là da mặt của mình sau khi tẩy trang, trên mặt của mình là chưa có bất cứ một cái gì luôn nha mọi người ơi. Và trên tay của mình thì đang có rất nhiều những cái sản phẩm của nhà La Mây La, có những cái sản phẩm mà mình đã đây test thử từ rất là lâu rồi. Còn đây là một cái gói sản phẩm mới mà mình mua về để mình review ở trong cái kiểu bao bì mới, cho còn những cái mà sản phẩm bao bì cũ ấy, là mình dùng bây giờ nó nát bét rồi mọi người ơi. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người thấy nha, mình unbox cùng mọi người, bên cạnh đó là mình sẽ review chi tiết luôn nha. Khi mà chúng ta mua cái set này về thì ngay trên trang Shopee người ta sẽ hướng dẫn từng cái bước make up đối với cả 13 cái loại sản phẩm này nha. Thì đầu tiên sẽ là cái sản phẩm dao cạo lông mày. Thì dao cạo lông mày này mình đã mở ra sử dụng từ rất là lâu rồi và để ở trong nhà tắm, thậm chí là mình còn để cho nó bị rỉ rồi nha mọi người ơi. Mình đã dùng hai cái rồi. Thì đây là theo riêng quan điểm cá nhân mình, cái dao cạo lông mày này dùng rất là được nha. Và giá của một cái cây dao tỉa lông mày như thế này là 16k đó. Bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người thấy nha. Ok, bây giờ mình sẽ tỉa thử cho mọi người thấy nha. Đó, nó sắc lắm mọi người ơi. Nhưng mà nó lại không làm da của mình bị xước, thế mới hay cơ. Đây, chỗ này của mình có một ít lông mặt nha. Ví dụ mình cạo cho mọi người thấy này. Đó, mọi người thấy chưa? Chả có gì khó khăn cả, không hề làm xước da. Đó, nhưng mà mình không recommend mọi người cạo lông mặt nha. Chỉ là hai bên này của mình có một ít cái lông mà nó làm cho cái mặt của mình hơi tối thì mình hay cạo đi thôi. Đó. Đây là lông mày của mình sau khi cạo này, tỉa này. Mọi người thấy nhanh không? Cực kỳ nhanh đấy, mình cạo hết toàn bộ cái phần lông xung quanh mặt lên đấy. Đó, cái này mình recommend mọi người nên mua nha, 16.000 rất là dễ sử dụng. Thì ok, bây giờ mình sẽ dưỡng ẩm trước nha. Mình sẽ dùng một cái loại serum rất là nhẹ nhàng thôi. Sau khi mà mình cạo da mặt xong ấy là mình cũng hay dùng serum HAB5 để nó làm dịu những cái vùng da mà mình vừa mới cạo xong ấy. Tiếp theo đó thì mình sẽ sử dụng BB cream nha. Khi mà mình mở ra ấy, thì mình thấy rằng là cái hộp BB cream này, cái bao bì của nó giống như là một cái hàng mà kiểu siêu rẻ bày bán ở ngoài chợ luôn ấy mọi người. Thì đối với những cái loại mỹ phẩm mà nó siêu rẻ như thế này ấy, mình vẫn khuyên rằng là mọi người nên test thử một vùng da ở trên da mặt, sau đó mới đánh cho toàn mặt nha. Nếu như cái vùng da đó không có tình trạng kích ứng thì chúng ta mới sử dụng cho toàn mặt. Nên nhớ là như thế nha mọi người ơi, bởi vì cái sản phẩm mỹ phẩm nó quá rẻ thì như mình đã nói là mình không có recommend cho mọi người sử dụng ấy. Đấy, cái màu của nó là như thế này. Ok, bây giờ mình tán thử cho mọi người thấy này. Nó khá là trắng. Mình đang sử dụng một cái kem nền 27.000 lên trên da. Eo ơi, quá liều luôn. Đây là mình đánh lên một lớp này. Thì mọi người thấy này, tàn nhang ở trên da mình là không che được luôn. Không che được bất cứ một cái nốt nào này. Đấy, cho đến những cái con mụn bé bé không che được nha. Finish tổng quan ở trên da này, mình không có chỉnh màu đâu. Thì mọi người thấy rằng là đánh lên da nó rất là trắng. Đây, da cổ này, da mặt này, nó trắng lắm luôn. Nhưng mà cái BB cream này nó cũng xuống tông sau cỡ khoảng tầm 2 tiếng là cái da mặt của mọi người bắt đầu đổ dầu và nó sẽ xuống tông. Tiếp theo đó thì mình sẽ sử dụng phấn phủ nha. Cái hộp phấn phủ này thì mình thấy rằng là cái bao bì thiết kế của nó chắc là lấy ý tưởng từ Innisfree và chỉ có mức giá là 19.000 thôi nha mọi người ơi. Phủ phấn nha. Cái này nó là dạng phấn trong suốt màu trắng trong ấy, nó không có cái mùi gì cả. Phủ lên một cái là da nó lì ngay. Đó. Đấy, bây giờ mình cho mọi người thấy. À, rất trắng nha, rất trắng luôn ý, chứ không phải là bình thường đâu đây. Đấy, trắng bốp luôn. Đây là mình còn mặc áo len cao cổ, bạn nào mà
không mặc áo len cao cổ thì chắc chắn phải đánh cho phần cổ nha. Chứ không đi ra đường buổi tối là nhìn sợ ma lắm luôn ý. Rồi, tiếp theo đó thì chúng ta sẽ đến luôn với cả phần lông mày. Đấy, cái bút kẻ lông mày của nhà Lamela thì nó sẽ có hai đầu. Mình đã mở ra hai cây dùng thử rồi, đây là cây mới mình mở ra cho mọi người thấy thôi. Đó. Đây là một cái đầu chải và bên này nó sẽ có một cái đầu. Đó, cái đầu để chúng ta kẻ lông mày nha. Tùy màu chúng ta chọn thôi. Bây giờ mình sẽ kẻ thử. Vì cái chất chì của nó ấy, nó hơi bột ấy và nó hơi bết bết ấy, cho nên khi mà đánh lên thì mọi người sẽ thấy rằng là chúng ta cần phải chải ra nha, chứ không là cảm giác nó bết bết ấy. Đã xong phần lông mày thì đối với cả lông mày của mình sẽ phải chọn cái màu nó tối hơn một chút xíu nha, thì nó mới phù hợp với cả tóc nha. Ôi dồi ôi, cái chì kẻ lông mày này chỉ có giá là 9.000 siêu rẻ luôn mọi người ơi. Nhưng mà khi mà mình kẻ lên thì mình cảm thấy nó cũng được, nhưng mà hơi bột. Chúng ta phải tán đều tay một chút xíu nha, nếu không là nó sẽ kiểu hơi vón vón và hơi bết bết ở trên lông mày ấy. Đấy, thì tiếp theo đấy sẽ là đến cái bộ bảng mắt. Thì đây là cái bộ bảng mắt ở phía bên trong. Đó, mọi người thấy chưa? Bây giờ mình sẽ thử nha. Thử một số cái màu và test ra tay này. Ồ, cái màu thì mình thấy rằng lên màu khá là ổn đấy. Nhưng mà nó hơi kiểu bết bết, trơn trơn. Đó, nhưng mà lên màu nó cũng ổn nha. Đó, lên màu khá là ổn. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến luôn với cả phần mắt nha. Trong cái bộ bảng mắt này cũng sẽ có một cái cọ đi kèm. Đó. Thế bây giờ mình sẽ đánh thử nha. Nói chung là cũng đánh theo cái kiểu ông bà bảo sao thì mình đánh thế, nhưng mình không chuyên về make up mọi người ơi. Đấy, mình sẽ đánh một cái màu nền trước nha. À, mình sẽ chọn màu nền là màu này nha. Đây, mình nói thật nhá, cái chất phấn của nó không đẹp, không hề đẹp luôn ý. Cảm giác nó... những cái màu nhạt này nó bột bột đấy mọi người ơi. Đó, rồi. Tiếp theo đó thì mình sẽ dùng cái màu không có nhũ, cái màu này. Rồi. Mình tán một chút xíu ở phần cái phần bầu mắt. Tiếp theo đấy thì mình sẽ sử dụng một cái màu là màu này. Ủa, cái màu này chính là cái màu lúc nãy mình test đấy nha. Màu này mình thích lắm. Nó giống như là một cái màu nâu nhũ đồng ấy. Những cái gam màu trung tính đánh lên dễ đánh. Rồi. Đấy, mắt như thế này thôi. Và mình sẽ dùng một cái màu nhũ hơi sáng sáng một chút xíu để đánh cho cái phần hốc mắt này xem sao. Ui, nó không ăn vào da luôn ý. Đây mọi người thấy này, nó bột như thế này cơ mà. Mọi người thấy cái chất phấn không? Này nó bột này. Đó. Nó bột lắm mà nó không ăn vào da ấy này. Đây là mình phải đánh rất là nhiều cái phần hốc mắt ấy thì nó mới sáng lên được nha. Cái nhũ ở trong cái bộ bảng mắt này kém. Đây là mình nói thật nó kém lắm. Mà cái chất phấn nó bột khi mà đánh lên nó cứ đọng đọng ở trên mắt đi mọi người ơi. Nhìn nó không đều, nhìn buồn cười lắm. Nói chung bộ bảng mắt này chê nha. Chất phấn xấu, thế là mình nói thật xấu. Đây là cái loại eyeliner mà rẻ nhất của nhà Lamela. Đó, cái dòng này là cái dòng đây có chữ ở trên này. Mình sẽ cho mọi người nhìn trực tiếp ở đây nha. Bên dưới nó có cái hình trái tim như này. Thì cái loại này nó chỉ có giá là 6.000 thôi, nhưng mà nó dùng chán mọi người ơi. Nếu như mà 6.000 dùng cái này thì mọi người hãy dùng cái loại mà trước đây mình review ấy. Trong cái video mình review về những cái sản phẩm nội địa chung ấy, có một cái bút kẻ mắt của Lamela mà đợt đấy nó có cỡ khoảng tầm 17-18.000, nhưng mà bây giờ bán ở trên Shopee Mall chỉ còn tầm 9.900 là 10.000. Cái loại này bám ở trên mắt rất là tốt nha. Đối với những bạn nào mà mí mắt không quá nhiều dầu ấy, dùng cái đấy vô tư luôn. Và cái mực của nó ra rất là đen. Tuy nhiên đối với những cái loại bút kẻ mắt mà nó cực kỳ rẻ như này thì nó vẫn có rủi ro. Mọi người biết rủi ro là như nào? Đó chính là cái mực nó ra không đều. Có những cái cây ấy, mực nó ra rất là đều, nhưng mà có những cái cây cái mực của nó ra lại bị tắc tắc ấy mọi người ơi. Thì cái đấy sẽ là điểm trừ lớn nhất nha. Bên cạnh đó thì mình cũng có một cái loại bút kẻ mắt của nhà Lamela. Cái này là cái loại mà giá cao hơn một chút xíu, 15.000, nhưng mà khi mà mình sử dụng mình thấy rằng nó cũng không thể nào bằng cái dòng mà trước đây mình đã từng review. Điểm chung của những cái loại bút kẻ mắt của nhà Lamela đó chính là cái đầu của nó sẽ là đầu mút. Cho nên về cơ bản là nó hơi cứng. Nó hơi cứng là cái thứ nhất, nó cũng nhanh khô, cho nên khi mà chúng ta dùng ấy là chúng ta nhanh tay một chút xíu và sau đó đóng nắp lại để bảo quản nha. Và khi dùng ấy thì chúng ta rẩy kiểu nhẹ như thế này. Đấy. Để cho cái mực nó ra nha. Ok, bây giờ mình sẽ kẻ thử cho mọi người thấy. Đấy, bên này là loại 6.000 này. Cái này mình dùng rồi, đụng nước là nó trôi. Và cái độ bám ở trên mắt của nó cũng không phải là quá tốt. Đối với những bạn nào ấy mà mắt các bạn không quá nhiều dầu ấy là dùng cái này được. Nó khó vót nhọn ở phía đằng sau này bởi vì cái đầu của nó không phải là quá mảnh. Đó. Mọi người thấy chưa? Đây là cái đường eyeliner của mình nha. Còn mắt bên còn lại thì mình sẽ sử dụng cái eyeliner 15K. Nhưng mọi người lưu ý là trong cái set 13 món thì nó sẽ là cái cây 6K này nha. Không phải là cái cây 15K này đâu. Cái cây 15K này là đợt trước mình mua.
để mình dùng riêng ở phía bên ngoài, mình review những cái sản phẩm bán chạy của nhà La Mela cho mọi người biết ấy. Đấy, bên này sẽ là cái cây 15.000 này. Ôi ôi, đấy mọi người thấy chưa? Cái cây này là mình mở ra sử dụng từ lâu rồi ấy. Là mọi người thấy chưa? Ui, nó khô luôn này. Đấy, mọi người thấy không? May là mình có mua một cây dự phòng. Đây, đây là cái cây 15k. Ôi dồi ôi, cây mới mà nó không ra luôn mọi người ơi. Cây mới ở trong hộp luôn đây này. Ui, đây mọi người thấy này, mình phải trở ngược cái đầu nó ra như này, chán hết cả người. Ui, cái mực nó không ra được. Cái mực nó không ra được cái này. Em ơi, cái bút kim tuyến này siêu đều nha. Cái loại mà cái đuôi của nó có hình trái tim như này ấy, là cái loại này bám siêu kém nha. Được cái rẻ 6.000. Đối với những bạn nào mà thực sự không có quá nhiều kinh tế, là học sinh, thì có thể mua, nhưng độ bám của nó không phải là quá tốt. Nhưng mà ưu điểm lớn nhất của nó ấy, là kẻ lên rất là đen. Nhưng mà cái mực của nó tùy cây, nói chung là nó cũng hay tắc đấy. Và cái lượt mua của nó thì rất rất là khủng khiếp, 60 mấy nghìn lượt mua là bởi vì nó quá rẻ. Nhưng mà như mình đã nhấn mạnh là cái loại 10k dùng thích hơn. Đó, nó đen như thế này cơ mà mọi người ơi, kể lên một cái nó đen lắm. Ủa, hai cái đường eyeliner này nó có bị dài quá không mọi người ơi? Nó có giống cái cây đồ long đao không? Nhưng mà nhìn ở ngoài thì mình thấy cũng được đấy. Quan trọng là cái bút của nó rất là đen, nhưng mà cái phần đuôi ấy, nó sẽ hơi khó viền một chút xíu, bởi vì dù sao nó vẫn là bút dạ. Cái đầu dạ này thì nó khó thao tác hơn là cái đầu lông, đấy là mình nói thật. Nhưng mà cái bút dạ này ấy, thì nó sẽ có ưu điểm, đó chính là nó rất là đen. Cái cây eyeliner 6.000 này ấy, nói chung nó bán ở trên mắt cỡ khoảng tầm 2 tiếng. Nếu như mọi người gặp mưa ấy, thì nói thật là nó đi tuốt một tuột luôn. Đây bây giờ mình test trực tiếp với cả nước lọc cho mọi người thấy. Đây là nước lọc nha, đây nước lọc này, đó, nước lọc nha, không phải nước tẩy trang nha. Đây bây giờ mình lau cho mọi người thấy này. Đó, thấy chưa? Đi sạch sẽ luôn nha mọi người. Đấy, đi sạch sẽ luôn. Đó. Tiếp theo đó sẽ là về mascara. Mascara này thì ôi dồi ôi, nó chán kinh khủng khiếp. Đây là cây mascara nha mọi người. Cây mascara này giá rẻ lắm. Nó chỉ có giá là 19.900 đồng 20k cho một cái mascara này. Khi mà mở ra ấy, thì mọi người sẽ thấy rằng là nhìn nó cũng to to đấy, nhìn nó đẹp đẹp đấy. Cái mascara này, cái nhược điểm lớn nhất của nó là gì mọi người biết không? Đó chính là nó ướt. Nó ướt lắm luôn ý, đây này. Mọi người thấy không? Cái chất của nó siêu ướt nha. Đó. Cho nên khi mà trải ở trên mi ấy, là nó sẽ làm cái mi của mọi người bị rũ xuống cực kỳ nhanh. Đây là cái kẹp mi của nhà La Mela nha mọi người ơi. Trong cái set 13 món đấy luôn. Ok, bây giờ mình sẽ dùng thử nha. Đây là mi sau khi bấm nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuốt thử. Đây, bây giờ mình chuốt nha. Nó bết lắm mọi người ơi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó làm cho mi bị rũ xuống. Đấy, lúc nãy là mình đã kẹp lật lên rồi, nhưng mà bây giờ là cái lông mi nó rũ xuống. Đấy, nó rũ ngang xuống nha, và nhìn nó cực kỳ bết. Đây là mình chỉ mới trải có 2 lần thôi đấy nha. Đây là cái kẹp mi thứ hai của nhà La Mela. Thì cái màu đen này khi mà mình sử dụng ấy, là mình thấy cái chất lượng của nó kiểu hơn hẳn luôn, bởi vì nó cứng cáp hơn. Thế bây giờ mình sẽ dùng thử nha. Đấy, đây là khi mà mình kẹp đấy, mọi người thấy nó lật lên chưa? Bây giờ mình sẽ test thử cái loại mascara thứ hai, là cái mascara màu hồng ấy nha. Cái mascara hồng này nó cũng bết thôi mọi người ơi. Nó cũng bết như vậy, nhưng mà nói chung là cái độ cong của nó giữ tốt hơn cái loại màu đen kia. Bên cái mascara hồng ấy là mọi người thấy nó ít bết hơn, và bên cạnh đó là nó giữ cái độ cong ở trên mi tốt hơn nha. Đó, mọi người thấy chưa? À, là bên kia tơi hơn nha, và nhìn dài hơn nha. Cái mascara hồng kia dùng thích hơn. Đây là bên mascara đen nha. Bây giờ mình test chống nước này. Đấy, mọi người thấy chưa? Đây, nước lọc nha. Tức là khi mọi người đi mưa nha, là là nó ra đây đen hết cả mắt như thế này đấy. Đấy, nó đen hết cả mắt như thế này. Đây là mình dùng nước lọc 100% nha. Đây là bên mascara hồng nha. Đó, mọi người thấy chưa? Với nước là nó cũng đã ra rồi. Hai cái này đều chống nước cực kỳ kém nha. Cho nên là cái mascara này rẻ thì rẻ thật, chỉ còn tầm 20, nhưng mà dùng siêu chán bởi vì nó quá ướt, độ bám thì cực kỳ kém. Không thể làm cong mi lên được mọi người ơi. Tất nhiên nó rẻ thì rẻ thật đấy, nhưng mà dùng nó quá là chán, nên thôi là mình cứ bỏ tiền ra mình mua những cái nào mà nó chất lượng hơn một chút xíu mình dùng được, còn hơn là 20.000 nó cũng là tiền mà, đúng không mọi người ơi? 20.000 vẫn là tiền, mua về mà không dùng được thì vẫn tiếc. Tiếp theo đến với cả má hồng nha. Thì đến với má hồng thì trong cái set này nó sẽ bao gồm một cái bộ cọ. Bây giờ mình sẽ cho mọi người thấy cái bộ cọ này nó hài hước như thế nào. Cái lông của nó hài hước lắm mọi người ơi. Thầy mọi người thấy không, cái lông của nó này. Ui, nó là một cái dạng lông nhựa. Cái bộ cọ này nhá, chỉ có mức giá là 10.000 đồng. Khi mà mình dùng ấy thì mình thấy rằng ok, nó tán được ấy, nhưng mà cái cọ nó cứng lắm. Cái lông cọ của nó ấy
nó còn bay tùm lum ra cơ mọi người ơi. Đây thì thôi, cái này nó sẽ là tùy quan điểm từng người, nhưng mà mình thì mình không mua đâu. Có những cái bộ cọ mà nó chỉ còn tầm cỡ còn tầm vài chục nghìn, nhưng mà cái chất lông của nó ấy, nó sẽ tốt hơn cái cọ này rất là nhiều. Tiền nào thì của đấy thôi. 10 nghìn bao gồm 5 cây cọ đó mọi người, đây có thể thấy này. Nói chung là nó khá hài hước đấy mọi người ơi. Và cái quả má hồng trong cái bộ này nó còn hài hước hơn nữa cơ. Rồi mình cho mọi người thấy, ôi dồi ôi, cái quả má hồng đúng là đi vào lịch sử luôn. Đây, cái má hồng trong cái bộ nó hồng chóe chóe lẹ luôn. Nó là một cái mỏ hồng cánh sen mọi người ơi. Em ơi, bây giờ đâu ai đánh cái mỏ hồng này nữa đâu. Mình nói thật luôn, nó phải hơi pha chút cam cam, nút nút một chút xíu thì đó mới dễ đánh chứ. Ok, bây giờ mình sẽ đánh thử cho mọi người thấy nha. Riêng cái phần má của nhà La Mela này mình đánh giá là cái độ lên màu của nó cực kỳ kém luôn. Đó. Và mọi người biết không, cái bảng mắt ấy, hai cái bộ bảng mắt mà mình vừa mới cho mọi người xem là trước đây mình đã mua trong một cái set. Mà cái set đấy mình sẽ để ngay trên màn hình cho mọi người thấy nha. Thì riêng cái bộ bảng mắt ngang này, đây là mình nói thật với mọi người là cái chất phấn của nó dùng chán lắm. Đây cái bộ bảng mắt ngang này này, dùng cực kỳ chán nha. Cho nên là rẻ thì rẻ thật, nhưng mà mình không recommend cho mọi người mua. Nó chỉ được cái lên màu thôi, nhưng mà đánh lên nó vón vón, nó buồn cười lắm. Hai cái bộ bảng mắt này này ổn hơn rất là nhiều. Đây là cái bộ bảng mắt mà mình mua lẻ, cái này nó hết hàng rồi mọi người ơi. Nhưng mà dùng cái chất phấn của nó thì vượt trội hơn hẳn, và cái giá thành của nó thì cũng rẻ, không phải là quá đắt. Đây cái bộ bảng mắt này chỉ có giá là 29.900 đồng. Đó, mọi người thấy không, cái chất phấn của nó khác hẳn. Và khi mà chúng ta miết lên da ấy, là nó ăn vào da, nó không bị rơi lả tả là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhìn nó còn thật. Đấy, 30.000 mua cái bảng này còn phải hơn. Tiếp theo đó là cái bảng mắt này. Thì cái bảng mắt này là nó ở trong cái set 13 món 199.000 mà mình vừa mới nói nha. Còn cái bảng mắt dài là nó ở trong cái bộ khác. Cái bảng này chất phấn của nó mình thấy rằng là nói chung cũng không phải là quá đẹp, nó cũng bị bột bột, nhưng mà ít nhất là nó còn hơn cái bảng ngang kia. Cái bảng ngang kia nói thật là cái chất phấn của nó siêu xấu luôn mọi người ơi. Ok, mình mở ra cho mọi người thấy này, những cái màu của nó ấy đều là những cái màu trung tính, dễ đánh nha. Nhưng mà về cái độ lên màu của nó thì mình không đánh giá quá cao. Đây mình cho mọi người thấy này, đó, lên màu không phải quá tốt nha. Tán lên một cái là nó bột như thế này cơ mà. Nhưng mà cái bảng này ấy, thì mình khẳng định là nó còn đỡ hơn cái bảng ngang này. Cái bảng ngang này xấu thảm họa luôn thề. Tiếp theo đó thì mình sẽ đến luôn với cả cái concealer. Cái cây concealer này là nó có tổng cộng là 3 màu, và giá của nó thì chỉ khoảng tầm 16.000 thôi. Đây là cái cây nha mọi người ơi. Để bây giờ mình test thử cho mọi người thấy về cái màu số 2 nha. Nói là concealer thôi mọi người ơi, nhưng mà nó mỏng kinh khủng khiếp. Cái này thì chỉ có test được cho cái phần ở dưới mắt thôi, chứ còn để mà che khuyết điểm ở trên da, nếu mà che mụn thì cái này không ăn thua. Thế bây giờ mình sẽ test thử cho cái phần ở dưới mắt cho mọi người thấy nha. Bởi vì lúc cái phần dưới mắt của mình lúc nãy là mình cũng chưa có phủ phấn lắm đâu. Đấy, thì mình đánh thử cho mọi người thấy luôn. Đó. Nói chung là nó sẽ che được cái phần quầng thâm mắt, nhưng mà cũng không phải là che quá tốt. Đây mình có một cái vết rất là bé, nó thậm chí không phải thâm mụn mà nó là một cái nốt ruồi rất là bé ở trên da của mình thôi nha. Không hề che được nha, mà thậm chí nó còn không phải là nốt mụn to luôn đấy mọi người ơi. Nói chung là cái concealer này dùng chán lắm. 16.000 mua cái concealer này làm cái gì đây? Đây là khi mình đánh ở trên da rồi mọi người thấy cái chất của nó không? Quá nhiều nước. Đó, cái base của nó quá nhiều nước. Và cái hạt phấn ở trong cái concealer này nó ít ấy, cho nên là cái độ che phủ ở trên da của nó cực kỳ kém nha. Tiếp theo đó thì mình sẽ review về một cái sản phẩm ở trong cái bộ này. Đó chính là cái sản phẩm Face Stick. Cái này nó sẽ là dạng tạo khối highlight. Thì đây, nó có nhiều màu lắm. Ôi dồi ôi. Đây mình mở ra cho mọi người thấy. Ôi. Ui. Ôi mọi người ơi, nó dính luôn cả ở trên cái này đây. Thôi chết bà rồi. Nó không thể ra được rồi. Bây giờ làm nào đây, xuống đi em ơi. Làm nào để cho nó ra bây giờ? Mình sẽ phải đập đập ra đây. Ui nó ra đây rồi. Nó ra đây rồi. Nó ra đây rồi. Nó ra đây rồi. Lắp nó vào. Lắp 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 vào. Lắp lắp vào, lắp vào, lắp vào. Lắp vào đi em ơi. Siêu đều. Trời ơi siêu đều luôn nha. Ok bây giờ mình sẽ thử cái tạo khối để ở trên tay xem như thế nào nha. Ui cái chất của nó thì mình thấy nó ẩm lắm. Nó bóng nha. Nó bóng lắm luôn ý. Cái này khi mà đánh lên trên da thì cảm giác chắc chắn là nó bết vô cùng. Cực kỳ bết luôn nha. Cái này nó sẽ là tùy gu từng người nha. Nhưng mà đối với riêng quan điểm cá nhân của mình là không đấy. Và cuối cùng sẽ là son. Cái cây son này nó chỉ có mức giá là 16.000 đồng. Nhưng mà riêng là cái bao bì ấy, in ấn nha. À, thôi thì mọi người tự đánh giá. Nó sẽ là một cái màu son đỏ thuần. Chất son của nó thì hơi nước nước và lỏng lỏng. Sau đó thì nó sẽ khô và nó sẽ set vào môi. Ở trên cái bao bì của nó sẽ có cái dòng là Velvet Lips Glaze. Thì nó giống như là một cái dòng son tin ấy. Tuy nhiên nó sẽ có một cái
lớp kem kem mịn mịn. Ôi cái son này nó đúng thảm họa luôn mọi người ơi, khi mà mình đánh lên này, những cái vùng da của mình đây nó bị thâm và mọi người thấy nó tím tím luôn không? Đấy, bây giờ là nó set hoàn toàn vào môi luôn ấy. Nó không dây dính da tay. Nhưng mà những cái vùng da mỏng này của mình khi mà đánh lên ấy, đây, nó bị thâm thâm lại như thế này luôn này. Sợ cực kỳ luôn, và khi đánh lên cảm giác cái môi của mình nó hơi châm chích và hơi rát nha. Nào bây giờ mình sẽ test về độ bám nha. Cái son nó giữa da, nó dính ở trên thành ly thì không phải là quá nhiều. Mọi người thấy cái nước hồng hồng không? Ở ngoài nó ra cái màu hồng luôn ấy mọi người ơi. Ê, cảm giác không an toàn một chút nào. Ok, bây giờ mình sẽ tẩy thử xem nó có cái lớp tin ở phía bên dưới môi không nha. Ôi dồi ôi. Ui. Ui tôi chết rồi. Ui. Sao nó đỏ này nhỉ? Cái son này nó bám lắm. Ui. Ui nó như cái son xăm luôn ý. Dã man tàn bạo, đây là mình còn tẩy với cả nước tẩy trang nha. Nó đỏ quá rồi làm nào bây giờ ta? Nát bét cái môi tôi mất rồi. Son bám thì tất nhiên là ai cũng thích, nhưng mà bám cỡ như thế này thì chịu thua luôn. Tổng kết lại trong video ngày hôm nay thì có những sản phẩm sau của nhà La Mela mình nghĩ rằng là có thể sử dụng được nha. Đầu tiên, cái sản phẩm mà mình thích nhất đó chính là cái phấn phủ của nhà La Mela. Cái độ kiềm dầu của nó thì chắc chắn là không bằng được Innisfree, nhưng khi đánh ở trên da thì mình cảm giác nó rất là mịn. Và bên cạnh đó, khi mà mình đánh lên ấy, thì mình thấy rằng là nó có thể kiềm dầu được ở trên da khoảng tầm 3 tiếng rưỡi cho đến 4 tiếng nha. Nó sẽ không có hiện tượng bị đọng ở trong cái lỗ chân lông bởi vì cái hạt phấn nó rất là mịn ấy. Tiếp theo đó sẽ là cái bộ bảng mắt của nhà La Mela. Cái bộ bảng mắt này dùng thích lắm. Đây, cái bộ bảng mắt này mọi người này, 29.000 cái bộ bảng mắt này, dùng cái chất phấn của nó rất là ok đối với mức giá là 29.000. Tiếp theo đó là về bút kẻ mắt. Thì riêng đối với bút kẻ mắt, đối với những bạn nào mà mắt của các bạn không có quá nhiều dầu thì có thể sử dụng cái loại 6.000 này được. Nhưng cái loại 6.000 này nếu như gặp mưa ấy là nó cũng trôi rất là nhanh. Cho nên mọi người lưu ý nha, nên sử dụng sang cái loại 10.000. Mình sẽ để ngay ở trên màn hình đây cho mọi người thấy cái loại 10.000 đấy mình dùng từ thời đầu tiên khi mình làm YouTube rồi. Thì cái loại đấy mình thấy rất là ổn luôn nha. Còn lại những cái sản phẩm của nhà La Mela thì mình không đánh giá quá cao, từ cái kết cấu cho đến là cái trải nghiệm ở trên làn da. Tất nhiên rẻ thì rẻ thật, nhưng mà các bạn có thể cân nhắc nha. Tất cả những cái đánh giá của mình trong video ngày hôm nay ấy, là đứng ở vai trò một người dùng thực sự bỏ tiền ra và trải nghiệm sản phẩm. Trên nhãn hàng La Mela không hề tài trợ bất cứ một đồng tiền booking PR nào trong video ngày hôm nay. Cho nên mọi người có thể cân nhắc xem video của mình để tham khảo, còn quyết định cuối cùng vẫn là ở mọi người nha. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này, đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe. Đừng quên nhấn vào nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Và chắc chắn là mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.